Ngoài khô Xin đi chào, trong đứa con thất lạc của thần biển cả. Mừng mọi người đã đến với chuyên mục tóm tắt cuộc đời Shimmer. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một anh Khôi là tôi chỉ biết anh làm bình luận viên Liên minh huyền thoại này. Liên minh huyền thoại. Thế còn cái gì anh tôi không biết về anh Khôi mà ông đấy biết không? Chuột. Nhắc đến anh mọi đối thủ đều phải run sợ. Lê Minh Khôi, anh sinh ngày 10 tháng 9 năm 1991 tại Hà Nội. Minh Khôi được sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học nên từ nhỏ anh đã đạt được rất nhiều thành tích học tập cá nhân xuất sắc. Ôi bạn ơi, bạn quên mất rồi. Lê Khôi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Anh được xuất thân là một người con của phố cổ. Ở nơi mà anh sống, 1 mét vuông có thể lên đến bao nhiêu tiền? 45 tỷ 110 mét vuông là chia ra bao tiền? Hai cờ lìn thật 45 phải chia nhà 45 chia 110 à? Ui, 1 mét vuông 410 triệu. Ở trường anh hòa đồng với bạn bè, ngoan ngoãn với thầy cô. Về nhà anh là đứa con ngoan, nghe lời cha mẹ. Minh Khôi được hàng xóm yêu quý. 12 năm liên tiếp anh đều là học sinh giỏi. Nhưng đấy là Minh Khôi ở gần nhà tôi, còn Minh Khôi này thì tôi không biết. Ơ, thì anh Khôi học giỏi mà đúng không? Nói vậy chứ Lê Minh Khôi AKA Khôi giỏi, mỏ neo AKA Napoleon Khôi cũng là một cậu bé ngoan. Anh qua toàn thư đấy. Anh được tiếp xúc với máy tính từ khi khá sớm, vì vậy tất cả các trò chơi trong quán net anh đều hiểu và chơi được. Tất cả các trò chơi như Half-Life, đột kích, đế chế, anh đều là master. Ở ui, xưa hình như tôi nghe bảo anh Khôi là chơi cũng game FPS là từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà cái gọi như là mọi quán net gần kỹ năng bây giờ không tỷ lệ thuận lắm nhỉ. Khu vực của anh hầu Master. Như Minh Khôi không có đối thủ, anh chuyên đi gạ kèo độ và anh cũng kiếm được kha khá, nhưng anh phải gác lại chuyện chơi game của mình để tập trung thi vào cấp 3. Cuối cùng anh được xét tốt nghiệp vào một trường cấp 3 tại Hà Nội. Học xong cấp 3, Minh Khôi thi vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ủa, nhưng không đỗ, anh báo quyết định chí đi làm luôn. Ai lúa luôn à? Khôi nộp đơn vào công ty cổ phần truyền thông bóng đá Việt Nam. Anh được nhận. Sau khi anh vào công ty, lúc đầu anh có nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ để đi đá HPL. Nhưng tập được một hôm thì anh bỏ. Do tập nặng quá, anh mệt, anh không theo được. Vào thời gian này, liên... Ủa em tưởng anh khỏe. Tự tôi nhá, ngày xưa có một ảnh anh Khôi cũ. Ở lâu lắm rồi. Xong rồi có ông nào đấy, tôi vào phần comment tôi hôm đấy tôi tò mò tôi ấn vào thôi. Tự nhiên nói cái gì liên quan đến hồi đấy anh Khôi trẻ đúng không? Tôi ấn vào comment từ những năm 20 bao nhiêu rồi. Có người hỏi anh Khôi là gầy thế này thì có kiểu hình như là có ấy được không? Sao anh Khôi bảo là gầy là thầy đó em. Úi dồi ôi, 3 chấm luôn. Anh Khôi nói luôn mà. Thế mà anh kêu anh yếu. Anh tập HPL một trận anh bỏ điều đi. Minh huyền thoại du nhập khỏe luôn. Việt Nam. Anh rất có thiện cảm với trò chơi này. Chơi được một thời gian anh cảm thấy trong anh có một tình yêu mãnh liệt với nó. Thế rồi, anh lại có nuôi dưỡng ước mơ về thể thao điện tử. Anh là boy 100 Nautinus. Hồi đó anh là người chơi Nautinus có thông thạo cao nhất khu vực phía Bắc. Anh là nỗi khiếp sợ của đối thủ mỗi khi leo rank. Minh Khôi được mệnh danh là người gác cổng đồng đoàn. Thằng nào muốn lên bạc cũng phải bước qua xác của anh. Năm 2012, do team thiếu người, Minh Khôi được team Hà Nội Phoenix chiêu mộ với vai trò dự bị. Ở Thật ra thật là có trận đấy không? Có trận anh Khôi thi đấu mà. Ở trong Hà tin Nội chuẩn Phoenix chưa? Một mùa, cảm thấy lương không đủ sống, anh xin rời khỏi team, lúc này anh là tuyển thủ tự do. Sau đó anh lại xin gia nhập vào Hà Nội Dragon. Ngày xưa tôi xem làm nhớ là làm gì có anh tuyển thủ là tên Lê Khôi đâu nhỉ? Anh được nhận. Ở Hà Nội Dragon. À thế là chắc là anh Khôi kiểu xách cái tập giấy để cho các tuyển thủ lau mồ hôi tay rồi. Khôi là một thành viên không thể thiếu. Ngay trận đầu tiên ra mắt, anh đã được đồng đội gánh mang về chiến thắng vẻ vang. Qua trận sau thì anh bị cấm mất Nautilus, không biết chơi con nào nữa. Anh out game, Hà Nội Dragon bị xử thua, về đội anh bị kích. Không có việc gì làm, anh lông bông ở quán net ngày này qua tháng nọ. Bỗng nhiên vào một ngày thu Hà Nội, khi Minh Khôi đang ngồi trong quán net vừa nghe bài thu cuối, vừa lướt new feed, thì anh thấy gam tuyển quân. Nắm bắt được thời cơ của mình, anh gửi mail xin gia nhập. Với sự trình diễn bùng nổ của mình, sau đó anh được nhận. Nhưng về mặt khoảng cách địa lý có chút làm anh rung động. Trong đầu anh nghĩ, mình sẽ đi đánh giải và nổi tiếng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Minh Khôi quyết định nam tiến lập nghiệp.
Vào đến Sài Gòn, anh khá bỡ ngỡ. Sài anh bắt Gòn. Xe để đến Gaming House của Gam. Do không biết đường nên chú lái xe dẫn anh đi vòng vòng. Rồi sau đó xin của anh ba lốp, mặc dù từ chỗ anh đến Gaming House cách 200m. Sau khi vào Gam, anh chơi ở vị trí hỗ trợ, nhờ có chí tiến thủ cộng thêm ngày đêm luyện tập, con Naughty Nerd của anh đã lên một tầm cao mới. Anh là tuyển thủ được đánh giá rất cao về kỹ năng cá nhân và sự hung hãn của mình trong mỗi trận đấu, trận nào mà bỏ... À, để cái này ở đây, ý bảo là anh tôi là đánh cái lối đánh là giống... như này đúng không? Hà Công Tôn. Bot không được banh Công Tôn, như ý ông là thế đúng không? Thất bại là mẹ thành công. Sau đó anh nghiên cứu ra lối chơi mới. Với tiêu chí chơi game, bot mạnh là bot 3 người. Lối chơi được thay đổi. Trận nào anh cũng kêu gọi đồng đội ganh và anh linh hoạt đi ganh cho những lane khác nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thắng. Cảm thấy làm tuyển thủ chuyên nghiệp khó quá, anh tự động out team. Anh xin vào Garena để làm bình luận viên. Sau khi làm bình luận viên một thời gian thì chuyên môn của anh khá cao. Thấy vậy, bạn anh xin hộ cho anh đi làm huấn luyện viên ở FFQ, Gaming Đắk Lắk, Evos, Phong Vũ book follow, nhưng không team nào nhận. Anh có bám trụ thêm vài tháng, đến lúc anh đã quá mệt mỏi, nghĩ mình phải nghỉ, Minh Khôi xin nghỉ làm bình luận viên, anh chuyển qua làm sờ chim. Minh Khôi làm sờ chim từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng mỗi ngày. Một ngày tình cờ ở một giải đấu FIFA online, anh đã gặp được anh Độ Misi ở ngoài và đã xếp ghế cho anh Độ Misi ngồi. Thêm một cơ duyên đã đến với anh khi anh được đi quay cùng một chương trình cùng anh Độ. Lúc này anh Độ có một đội bóng đá vui vẻ ngoài Hà Nội và Minh Khôi đã ngỏ lời cho anh tham gia đá bóng cùng. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, Minh Khôi quyết định về quê hương của mình. Sau khi về Hà Nội anh tham gia vào Refund. Tháng 3 năm 2021, Minh Khôi bắt đầu thử sờ chim bên Nemo. Sau một quãng thời gian gần 1 năm rưỡi, Minh Khôi đã thành một người sờ chim chính thức. Và anh đã làm... Ủa? Timeline sai sai sao ta? Tôi nhớ là hồi tôi bắt đầu làm là anh Khôi làm ở đấy được 5 rồi sao chứ đúng ta? Công việc đó đến bây giờ, khoảng thời gian anh làm sờ chim anh cũng may mắn khi gặp được vợ của mình. Hiện tại, anh đang có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, chúc cho anh công việc ngày càng thuận lợi. Có, anh Khôi có vào Sài Gòn mà anh Khôi vào Sài Gòn làm cho Canada một đợt, có. Mọi điều như ý. Nhưng clip này là chưa gọi như là làm hết này, về tiểu sử đúng không? Anh này vào sinh nhật 2 năm trước, vào ngày 10/9/2021, tôi đã xem một clip. Tôi đã xem được một clip mà hai người gặp nhau xong hai người lạc mất nhau. Sao không có ở trong này? Đúng không? Đúng không nhở? Ai có clip đưa tôi xem nào? Lê Khôi sinh nhật 2021. Đấy. Năm này vãi cả lìn thật chứ, toàn cái gì chứ.